đã một thời danh tiếng rồi, vang tận miền Nam, tận miền Trung, rồi ra đến Bắc anh em. Giang hồ đều ca ngợi chị Dung, rất hiên ngang có khi phách đàn ông, dám chơi ngông chứ chẳng lễ mặt ai. Đã bao phen máu tuôn rơi, nhưng mà chị vẫn mãi không chờ. Một buổi đẹp trời đang trò chuyện vui với bạn, trên đường thì xuân thì đằng xa, từ đâu đi đến hai tên. Hưng và Trường Xuân cùng bao nhau móc côn ra bắn nát đầu chị Dung, tiếng vang lên chát chúa trong màn đêm. Máu tuôn rơi xuống bên đường, ôi cuộc đời chấm hết từ đây. Thằng Hai Bánh một tên đàn em, chỉ nâng đỡ cho đi bụi đời, giờ nó nỡ quay lưng vậy sao. Ôi thế nhân tiếc thương cho, cuộc đời là cho ma. Ngày đưa đám đàn em thật đông, vòng hoa trắng khăn tang đầy đâu, bạn thân đến dăm ba thẻ hương, ôi khóc than ôi tiếc thương. Người nằm xuống một phút nghẹn ngào, dân Hải Phòng xin cúi đầu. Linh hồn chị Dung chị về nơi chín suối chân mây. Thôi kể từ đây, xác thân kia sẽ rũ theo thời gian, tiếng danh kia cũng chỉ là hư vô. Đến mai sau, linh hồn chị vẫn mãi hiên ngang. Buổi đẹp trời đang trò chuyện vui với bạn, trên đường thì xuân thì đằng xa, từ đâu đi đến hai tên. Hưng và Trường Xuân cùng bao nhau móc côn ra bắn nát đầu chị Dung, tiếng vang lên chát chúa trong màn đêm. Máu tuôn rơi xuống bên đường, ôi cuộc đời chấm hết từ đây. Thằng Hai Bánh một tên đàn em, chỉ nâng đỡ cho đi bụi đời, giờ nó nỡ quay lưng vậy sao. Ôi thế nhân tiếc thương cho, cuộc đời là cho ma. Ngày đưa đám đàn em thật đông, vòng hoa trắng khăn tang đầy đâu, bạn thân đến dăm ba thẻ hương, ôi khóc than ôi tiếc thương. Người nằm xuống một phút nghẹn ngào, dân Hải Phòng xin cúi đầu. Linh hồn chị Dung chị về nơi chín suối chân mây. Thôi kể từ đây,
xác thân kia sẽ rũ theo thời gian, tiếng danh kia cũng chỉ là hư vô. Đến mai sau, đến mai sau, linh hồn chị vẫn mãi hiên ngang. Thôi kể từ đây, kể từ đây, xác thân kia sẽ rũ theo thời gian, tiếng danh kia cũng chỉ là hư vô. Đến mai sau, đến mai sau, linh hồn chị vẫn mãi hiên ngang. Ngày xưa Nam Cam tên Bác Ma âm binh đường phố, hắn theo bầy si đi các mê ở các sông bay. Bao nhiêu giang hồ đều coi Cam chả ra gì, chỉ là tên nhóc so với Lâm hay Đại Ca Thê. Thời gian trôi qua Cam lớn lên gây bao tội ác, đến bây giờ đây Cam đã được lên ngôi ông trùm. Bao nhiêu giang hồ đều theo Cam để nương nhờ, thả chê luôn điếc tâm cá voi phúc có chim lại em. Đàn em Nam Cam sống rất đông ở trong thành phố, mấy trăm thằng em luôn sẵn tâm đâm chém mọi người. Cù nhật giang hồ kèm theo cá lóc lì là đôi tay trái của Nam Cam trên đường lên ngôi. Thành chân khi xưa chơi với Cam thân như bằng hữu, đến bây giờ đây Cam đã đưa y lên cái bàn thờ. A Lý A Tài từ Đài Loan cũng quy hàng, kể cả băng nhóm Trúc Liên Bang cũng ngại Nam Cam. Quyền lực Nam Cam thiết nó rất ghê ở trong thành phố, gã Dung Hà kia lấy sức chi đến đây mà so tài. Nam Cam chơi trò liền sai hay bắn chết Dung Hà, Trường Xuân Hưng nhóc xách súng đi lấy mạng cô Dung. Đàn em Nam đường đi nước bước giang hồ, hàng đen hàng trắng hắn cũng lo chu toàn cho Nam Cam. Đàn em Nam Cam ai cũng nghe danh hiểm phó má, giúp cho vợ y lo lắng cho cả chồng lẫn ngoài. Nhưng y đâu mơ thằng cha Cam nó chơi tồi, là bảo cho thái tử con cố y thay hiệp lên ngôi. Rồi bao năm sau Cam
vậy là chấm hết bao tháng năm cuộc đời vinh quang. Vậy là chấm hết bao tháng năm cuộc đời Nam Cam. Quả sơn thúy liêm đồng, một hôm viên đá nổ tung sinh ra một chú khí con là chúa của muôn loài khế, nhưng lòng nó luôn u buồn. Bởi sao? Vì nó luôn u buồn những điều chi, sợ mai nó chết không sống lâu ở thì đi cày. Lòng mang một ước nguyện sẽ đi thật xa để tìm thầy, xin chỉ giáo qua núi cao non bồng, qua biết bao sông dài thì tìm được thầy làm đệ tử. Còn chi mà sướng bằng, bởi tôn ngộ không được thầy truyền phép biến hóa. Khi biến ra cây tùng, khi biến ra linh hồn thì bị thầy đẩy đi xứ xa. Diêm Vương có số tư thần thái tể tiên xóa tên liền, trời sai binh tướng dẹp ngay cho na cha xuống chế huy. Đại thánh chính tôn hành giá khói trời đánh không ra gì, 12 vạn tiên tướng do dương tiền xuống chỉ huy. Nào đầu đánh thắng bởi ngô không tài phép cao. Bắt tề thiên nhốt trong lò, tề thiên ăn quá đào tiên nên ông ta có chết đời. Đại thánh đã tung lò lửa lên đài nao trên cung đình, cánh tay Phật tổ đem uy quyền ngũ hành sơn. Đệ tôn đại thánh 500 năm đành cô đau. Lòng mang một ước nguyện sẽ đi thật xa để tìm thầy, xin chỉ giáo qua núi cao non bồng, qua biết bao sông dài thì tìm được thầy làm đệ tử. Còn chi mà sướng
miền phép biến hóa, khi biến ra cây tùng, khi biến ra linh hồn thì bị thầy đày đi xứ xa. Năm trăm năm rưỡi chốn dương trần hút cần xa sống qua ngày. Một hôm tam táng thình kinh đi qua ngọn núi kia, đại thánh cất lên một tiếng sư phụ cứu con ra dùm. Đến sau ngọn núi con xin thầy gỡ là bùa xa, để con phá núi con đi theo thầy kinh kỳ. Xem phim ôi mỗi lần xem phim quấn thần điêu đại hiệp, thằng hoàng dược sư trong tay cầm bi kíp giang hồ tranh bá đạo, xuống núi ông đi tìm Quách Tinh làm mọi người xôn xao. Ngờ đâu giang hồ gặp sóng gió, làm phái toàn trần giao một phen phái điên cuồng. Mối tình cô Long ôi mối tình cô Long khiến Hoàng Dung buồn phiền. Mà ra cháu có để truyền dạy võ công. Lúc đấy cô Long cùng Dương Qua đang về ở cổ hồ, một lòng luyện chân kinh. Trùng vương xuống lệnh cho giáo chúng phải diệt từng môn phái lừng danh chốn giang hồ. Ôi giặc tràn về thành Tương Dương sao quá nhiều quân mô. Ôi nàng Long Nữ cùng Quách phù ra chiêu ôi quách phù ra tay, chém bàn tay của người tình. Cuộc đời chàng dương sống rày đây mai đây chỉ còn một cánh tay. Lúc đó đang tranh hùng tranh ba, tay đọc lại bị khùng,
vì luyện nhằm chân kinh. Thần điêu quyết lòng theo dương qua, tìm kiếm nàng long nữ dù đi khắp chân trời. Quách phù ra chiêu, ôi quách phù ra tay, trên bàn tay của người tình. Cuộc đời chàng dương, sống rày đây mai đây, chỉ còn một cánh tay. Lúc đó đang tranh hùng tranh ba, tay đọc lại bị khung vì luyện nhằm chấn kinh. Thần điêu quyết lòng theo dương qua, tìm kiếm nàng long nữ dù đi khắp chân trời. Ôi thật là buồn gặp bà cô long, cô nói chuyện không vui. Ôi chàng dương quá, vì yêu quá đã lọt xuống khe núi. Cô kiếm chàng không ra, nàng ngồi đợi một mình mà nước mắt cứ rơi rơi. Thế rồi cô đã hứa, nàng về đồng tu luôn, quyết thể không tái xuống. Lấy cuộn phim hay, tôi lấy cuộn phim hay, cuốn này hay là kể. Đoạn này Hoàng Dung trên đường thăm Quách Tĩnh, gặp Luân Pháp Vương. Lúc đấy đơn thân lại thế yêu, dung định trở về nhà thì gặp được cô long. Nàng đây oán giặc như oán kiến, nàng oán được 10 phút thì lại hết phim rồi. Nàng đây oán giặc như oán kiến, nàng oán được 10 phút thì lại hết phim rồi. Nàng đây oán giặc như oán kiến, nàng oán được 10 phút thì lại hết phim. Thân yêu ơi, bao tháng năm bao niềm vui, người anh em tôi ơi, tôi với bạn ngày nào anh em ta cùng chia sẻ bao buồn vui. Anh em ta sánh vai bên nhau, ngày xưa anh em ta đi đến đâu cũng cần nhau. Ngày xưa anh em ta chung khát vọng, ngày
ngày xưa anh em ta khi say xin ta lại ca, mình cứ hát no I love you. Ngày xưa cứ buồn bạn hay bao tớ thôi, mình uống cho nó quên, uống cho nó vui. Ôi thằng bạn năm xưa cho tôi những niềm vui, giờ đây nhớ lại ở trong ký ức khi mình sống chung với nhau, có chung ước mơ. Ôi kỷ niệm năm xưa, những ký ức đã ngủ quên. Giờ đây anh em ta mỗi đứa ta ở một nơi, giờ đây anh em ta đã có vợ. Niềm vui ta cho nhau tôi sẽ nhớ đến ngày mai. Người anh em, người anh em thân yêu. Ngày xưa cứ buồn bạn hay bao tớ thôi, mình uống cho nó quên, uống cho nó vui. Ôi thằng bạn năm xưa cho tôi những niềm vui, giờ đây nhớ lại ở trong ký ức khi mình sống chung với nhau, có chung ước mơ. Ôi kỷ niệm năm xưa, những ký ức đã ngủ quên. Giờ đây anh em ta mỗi đứa ta ở một nơi, giờ đây anh em ta đã có vợ. Niềm vui ta cho nhau tôi sẽ nhớ đến ngày mai. Người anh em, người anh em tôi ơi, niềm vui ta cho nhau tôi sẽ nhớ đến ngày mai. Người anh em, người anh em.